Các bạn có bao giờ tự hỏi rằng liệu các thực thể hình người trong The Backroom có nhân tính không? Con người có lẽ là những thực thể thông minh và nhân đạo nhất mà chúng ta biết đến, hoặc ít nhất là chúng ta nghĩ vậy. Dù trong bản chất hiếu kỳ của ta lẩn khuất sự sợ hãi những điều mà mình chưa biết đến, nhưng nỗi sợ và sự phán xét chính là thứ luôn kìm hãm chúng ta. Nỗi sợ khiến chúng ta mù quáng và mất đi khuôn khổ đạo đức của mình. Dr. Byron Hickshill hiểu điều này, và nó khích lệ ông trong việc tìm hiểu các thực thể hình người trong The Backroom để hiểu được bản chất của chúng. Và Dr. Shield cũng chính là nhân vật chính trong hồ sơ nhân vật ngày hôm nay. Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về hồ sơ nhân vật Dr. Byron Hitchfield. Dr. Byron Hitchfield là một trong những cựu nhà nghiên cứu và nhà điều hành thuộc MEG nhờ những đóng góp không hề nhỏ về mặt nghiên cứu và tìm hiểu các thực thể hình người. Ông ta có vẻ là một người thuộc gốc Tây Ban Nha, dễ thấy nhất qua ngoại hình với mái tóc điểm bạc và bộ râu theo phong cách button chop đặc trưng. Dr. Shield dường như là một người ở tuổi trung niên từ cuối 30 đến đầu 40 tuổi, nhưng rất có thể ông ấy đã là một người có tuổi từ 70 đến 80 do đã một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ khi ông đến The Backroom. Theo Dr. Shield thì ông đã đến The Backroom từ năm 1986 và được tìm thấy chưa đầy vài phút bởi thực thể huyền bí The Red Knight, và được thực thể này di chuyển đến level 11. Shield lúc này được biết là đang đứng giữa một công viên ở level 11, nơi xảy ra một sự kiện đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của ông về những thực thể trong The Backroom, được gọi là vụ thảm sát Pinchet. Đối với những người không biết, cuộc thảm sát Pinchet là cái tên được đặt cho một vụ việc liên quan đến một cuộc đối đầu bạo lực giữa các đặc nhiệm MEG ở level 11 và một đoàn xe lớn bao gồm các thực thể số 114, Penumbra, đang di chuyển qua các khu vực này. Trước khi vào phần tiếp theo của video, thì mình xin giải thích sơ qua về thực thể số 114, Penumbra. Penumbra là một thực thể hình người có đặc tính sinh sản và nuôi con giống y hệt con người. Chúng là một thực thể có chiều cao quá khổ, gầy gò và có một cái đầu to với hai con ngươi trắng bạch. Chúng có khả năng tạo ra những loài cây cối và những điều kiện môi trường hợp lý để nuôi con. Và chúng khá thân thiện, trừ khi bạn động vào con của chúng. Nếu bạn động vào con của chúng thì mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Thôi, chúng ta cùng trở lại với diễn biến của câu chuyện. Vụ việc đã được nhiều nhân chứng gọi là một thảm kịch hoàn toàn, với MEG đã bắt đầu nhiều vụ cháy không kiểm soát của lửa đen và lạm dụng vũ lực gây chết người quá mức trong một tuyên bố chỉ đơn giản là ngăn chặn các thực thể tiếp cận căn cứ Beta. Cuộc xung đột chỉ kết thúc sau hơn 130 thành viên Penumbra trong đoàn xe đã bị xóa sổ hoàn toàn. Sau vụ thảm sát, Dr. Shield đã được hộ tống trở lại căn cứ Beta và được tuyển dụng vào MEG. Sau đây là diễn biến vụ thảm sát theo các nhân chứng. Vào khoảng 3 giờ 15 phút chiều tại công viên Pinchet, ba đặc vụ thuộc MEG đang tiến đến và thực hiện giao dịch với một đám đông người lang thang khi họ đang di chuyển. Vào 6 phút sau, tức là 3 giờ 21 phút, đặc vụ thứ ba trong số ba đặc vụ tiếp cận một đoàn xe của các thực thể Penumbra, còn một đặc vụ thì bắt đầu liên lạc với bên căn cứ Beta qua đời. Chúng tôi có thể cần một số sự trợ giúp ở đây, một số thực thể đang tiến gần đến phạm vi. Đoàn xe ngay sau đó dần tiến vào công viên, trong khi đặc vụ thứ ba đang cố gắng trò chuyện với một số con Penumbra ở trước đoàn xe, còn hai đặc vụ còn lại thì vẫn đang giữ khoảng cách. Chắc chắn có một số đặc vụ đang ở gần đó, họ đang được chuyển đến khu vực của các cậu. MEG đã trả lời, đã rõ, tôi sẽ báo cáo nếu chúng tôi cần thêm tiếp viện. Đặc vụ đang dùng radio phản hồi. Vào 3 giờ 50 phút, một phi đội gồm nhiều đặc vụ MEG đã được gửi đến công viên Pinchet vì các Penumbra bắt đầu xây dựng đồn điền ở đây. Trong khoảng thời gian này, một người lang thang bí ẩn đang cố gắng cảnh báo với mọi người xung quanh. Các nhân chứng báo cáo rằng ai đó đã hét lên, bọn chúng có súng. Vào 3 giờ 53 phút, mọi thứ khá bình thường khi các đặc vụ vẫn đang hỏi các Penumbra rằng tại sao bọn chúng lại đến gần căn cứ Beta của MEG. Và rồi, một đài phát thanh không xác định bởi một ai đó truyền đến căn cứ Beta đề nghị mang theo thùng tro và lửa đen báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. MEG ngay sau đó đã đề nghị tiếp viện về việc mang thêm thùng tro và lửa đen, mặc dù cuộc trò chuyện giữa các đặc vụ và Penumbra vẫn rất bình thường. Vào đúng 4 giờ chiều thì đám đông những người lang thang xung quanh công viên bắt đầu giải tán. Thì một lần nữa, một ai đó lại hét lên, bọn chúng có vũ khí. Lúc này thì các đặc vụ cũng bắt đầu để ý rằng những Penumbra bắt đầu hành xử kích động hơn, có vẻ vì lời nói của những kẻ lang thang bí ẩn kia. Còn một số người lang thang thì cố gắng đánh lạc hướng cả hai bên trong khi những căng thẳng ngày càng leo thang. Một người lang thang còn ghi lại rằng đã nhìn thấy thực thể The Red Knight xuất hiện gần đó với một hình hài không xác định. Đây cũng chính là lúc mà Dr. Shield đã đến được level 11 và chứng kiến tất cả. Các nhân chứng còn nhìn thấy vào thời điểm đó, khi các phi đội của MEG đang cố gắng đột kích đoàn xe của Penumbra, các Penumbra lúc này có thể được mô tả là hoảng loạn. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng hét của một ai đó.
Các người đang làm cái quái gì vậy? Bọn chúng không có vũ khí. Và rồi, cái gì đến cũng phải đến. Cuộc thảm sát đã xảy ra. Các Penumbra bắt đầu tìm bất cứ thứ gì để có thể tự vệ khỏi hỏa lực của MEG. Do vào lúc 5 giờ 32 phút, có một tiếng súng bí ẩn từ một tay súng không xác định nào đó. Có thể điều này đã khiến MEG nghĩ rằng những Penumbra đang có thái độ thù địch. Những thùng tro được rải ra khắp nơi khiến công viên bao trùm trong ngọn lửa đen. Và rồi, một đặc vụ bí ẩn của MEG đã ra lệnh ngừng bắn khi những Penumbra cố gắng ra hiệu rằng chúng đã đầu hàng bằng cách sử dụng những mảnh vải trắng làm cờ. Thế nhưng, MEG vẫn tiếp tục bắn. Tại sao cơ chứ? Một Penumbra cuối cùng đã tấn công một nhóm nhỏ các đặc vụ MEG bằng một gói thuốc nổ với câu nói cuối cùng: "Ăn cái này đi, lũ khỉ không đuôi." Vụ nổ đã gây thiệt hại cho MEG. Vào 5 giờ 53 phút, MEG bên radio đã cố gắng ra lệnh ngừng bắn, nhưng phải đến 6 giờ thì tiếng súng bên MEG mới ngừng lại. Kết quả của cuộc xung đột là 11 đặc vụ bị thương và tổng cộng hơn 130 cá thể Penumbra đã chết. Và tất nhiên, như mình đã nói, Dr. Shield đã chứng kiến tất cả. Sau cùng thì đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của Dr. Shield khi được hộ tống về MEG về việc tại sao MEG lại tàn nhẫn khi giết hại các Penumbra trong khi bọn chúng còn chẳng có vũ khí hay bất kỳ động thái thù địch nào. Ai là người đã ra lệnh tiếp viện mang thêm thùng tro và lửa đen? Tay súng bí ẩn đã châm ngoài cuộc xung đột là ai? Mặc dù Dr. Shield đến sau, nhưng số thời gian để quan sát là quá đủ để ông hiểu rằng chuyện gì đang thực sự xảy ra. Có phải cuộc xung đột bắt nguồn từ chính sự kỳ thị của con người đối với những sinh vật không phải người này, hay chỉ vì chúng ta chưa thực sự tìm hiểu về chúng? Và tất nhiên, như mình đã nói thì chính sự kiện này đã hình thành con người và tính cách trong Dr. Shield. Dr. Shield là một người có thể được cho là rất dễ bực mình, nhưng cũng rất khó để có thể tức giận. Ông là một người rất dễ hoàn thành công việc được giao và luôn luôn coi việc học và nghiên cứu của mình là quan trọng hơn cả. Thậm chí có thể mạo hiểm cả tính mạng của bản thân chỉ để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Dù vậy thì Dr. Shield cũng là một cá nhân có phần nhân ái với mọi người xung quanh, đặc biệt là khi ông có một sự đồng cảm lớn với các thực thể hơn là con người. Khi ở MEG, ông đã dành phần lớn thời gian công việc với tư cách là một nhà nghiên cứu thực địa chuyên thu thập thông tin về các thực thể như Penumbra và Dollface. Vào năm 1998, ông được biết là đã từ chức trong một cuộc trao đổi với lãnh đạo của MEG và chạy trốn khỏi căn cứ Alpha cùng với một số đặc vụ của tổ chức. Và đây chính là bức thư của ông ấy trước khi ông ấy rời bỏ tổ chức cho đến nay. Tôi hoàn toàn không biết nói gì về những hành động mà tổ chức này có thể cho là chấp nhận được. Tôi đến với tổ chức của các người với hy vọng là có thể giúp ngăn chặn tất cả những thứ bạo lực này hay những thứ tương tự như vậy. Đó là sự chào đón nồng nhiệt của tôi đối với phe của các người. Và đây là lời cảm ơn mà tôi nhận được. Tôi có cần nhắc lại về cái rắc rối đã khuấy động sau trận chiến đó không? Thậm chí đó còn không phải là một trận chiến, mà là một hành động ngộ sát, thậm chí có thể là một tội ác diệt chủng. Có cần tôi nhắc lại một lần nữa những gì mà các người rất dễ quên không? Sự ngờ vực mà các người đã nuôi dưỡng trước công chúng ngày hôm đó, những hành động chiến tranh mà các người đã nhận được từ cái được gọi là sự bảo hộ, hay các Penumbra khác, những kẻ đã để ý một số trong các người thậm chí còn có tư cách là thành viên trong tổ chức này, những kẻ đã đòi đầu các người trên một chiếc đĩa bạc, vì cái điều mà các người đã quá bất cẩn để có thể xảy ra. Công việc mà tôi đã dành toàn bộ thời gian công việc của mình là công việc được cho là để ngăn chặn điều này, được cho là để giúp những người đang bối rối và có thành kiến hiểu rằng các thực thể hình người trong The Backroom cũng có nhân tính giống như các người hoặc tôi. Và các người cho rằng việc cắt tài trợ của tôi là điều cần thiết, cho rằng hành động của tôi là một hành động tham ô vô nghĩa. Nếu đó là cảm nhận của các người về công việc của tôi, thì tôi nghĩ tôi hiểu vị trí của mình trong phe này. Và tôi không muốn tham gia nữa. Vì vậy, tôi sẽ lấy lại từng chút thông tin cuối cùng mà tôi đã đóng góp cho cái bộ bách khoa toàn thư quý giá của các người mà đáng ra tôi vẫn có thể tiếp tục. Nếu các người muốn có câu trả lời thì phải thông qua những người đã thực sự cố gắng để tìm ra chúng, thay vì chọn những thứ mà các người muốn và viết lại những gì không được coi là thông tin hữu ích. Tôi xin tạm biệt tất cả và chúc các người vui vẻ với những việc mà các người đang làm. Ký tên: Dr. Byron H. Shield. Dr. Shield đã được cho là đã chết trong 2 năm sau đó, cho đến khi một Penumbra tự xưng là sứ giả của Dr. Shield đến giao hàng cho MEG. Trong đó có rất nhiều ghi chú và thư từ bao gồm thông tin về một số thực thể được Shield chọn lọc và được gắn nhãn mác là hình người. Vậy nên, đến tận năm 2017, Shield vẫn được xác nhận là vẫn còn sống. Ông vẫn tiếp tục công bố các bản cập nhật cho các ghi chú của ông ấy trên cơ sở là gần 1 năm cho đến thời điểm này. Ông cũng tuyên bố mình là một nhà nhân chủng học tự do, chuyên thực hiện công lý cho các chủng tộc hình người, và ông sẽ chấm dứt cái được ông mô tả là sự tàn bạo của loài người. Và đó là video về hồ sơ Dr. Byron Shield. Qua video này, chúng ta đã thấy được con người và tính cách của Dr. Shield
và sự kiện thảm sát đã làm nên con người của ông, đồng thời cũng cho chúng ta thấy bộ mặt đen tối của hy vọng, mang tên MEG. Trước khi kết thúc video, thì mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới chủ kênh SCP Foundation Việt Nam vì đã góp giọng trong video này. Và hiện tại thì chắc các bạn cũng biết rằng cả hai bên đang hợp tác với nhau. Nói là hợp tác thì không hẳn, bởi vì cả hai kênh có hai chủ đề là hoàn toàn khác nhau. Thế nên vẫn đường ai nấy đi thôi, cùng lắm là khi nào khó khăn thì sẽ giúp đỡ nhau thôi. Còn mình thì vẫn ghi âm, làm kịch bản và edit, vẫn là mình tự làm thôi. Và tất nhiên, như thường lệ thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.